Giá cà phê hôm nay, ngày 13 tháng 9 năm 2023, giá cà phê trong nước tăng trở lại, cập nhật giá cà phê hôm nay ngày 13 tháng 9 năm 2023, giá cà phê trực tuyến, giá cà phê Tây Nguyên, cà phê Lâm Đồng, cà phê Kon Tum, cà phê nhân, cà phê Arica hôm nay ngày 13 tháng 9, giá cà phê Robusta trên sàn London lúc 4 giờ 24 phút ngày 13 tháng 9 năm 2023 có chiều hướng giảm giao động từ 2.230 đến 2.263 USD mỗi tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao ngay tháng 11 năm 2023 là 2.430 USD mỗi tấn, giảm 0,33%. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 năm 2024 là 2.283 USD mỗi tấn, giảm 0,61%. Tương tự như sàn Robusta London.

Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 13 tháng 9 năm 2023 có sự tăng, giảm ở các kỳ giao hàng. Tuy vậy, so với phiên giao dịch trước đó, cà phê Arabica Brazil đã khởi sắc trở lại. Mức tăng cao nhất ở các kỳ hạn giao hàng là 6,45 USD mỗi tấn. Riêng kỳ giao hàng tháng 12 năm 2023 có sự giảm nhẹ với 0,5 USD mỗi tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2023 là 187.35 USD mỗi tấn, giao hàng tháng 3 năm 2024 là 187.0 USD mỗi tấn. Cà phê Robusta giao dịch trên sàn ICE Futures Europe mở cửa lúc 16 giờ và đóng cửa lúc 0 giờ 30 phút hôm sau. Giờ Việt Nam, cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US mở cửa lúc 16 giờ 15 phút và đóng cửa lúc 1 giờ 30 phút hôm sau vào Việt Nam. Đối với cà phê Arabica giao dịch trên sàn V3 Brazil sẽ mở cửa từ 19 giờ đến 2 giờ 35 phút hôm sau. Giờ Việt Nam, giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 20 phút sáng ngày 13 tháng 9 năm 2023 như sau. Giá cà phê trong nước tiếp tục ổn định. Mức giá cà phê trung bình ở các tỉnh Tây Nguyên là 65.600 đồng mỗi kg. Trong đó giá mua cao nhất tại tỉnh Đắng Nông là 66.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ngày 13 tháng 9 ở mức giá 65.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất là 65.400 đồng mỗi kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 65.100 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư Mờ Ga giá cà phê hiện ở mức 65.800 đồng mỗi kg. Còn tại huyện Ea Hát Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 65.700 đồng mỗi kg. Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa báo cáo dữ liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu cà phê trong tháng 8 chỉ đạt 84.647 tấn, khoảng 1,41 triệu bao, giảm 30,97% so với cùng kỳ năm trước thấp hơn so với ước báo trước đó của Tổng cục Thống kê là 90.000 tấn. Do đó, lũy kế xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2023 chỉ giảm 5,37% so với cùng kỳ năm 2002. Tuy nhiên điều này đã tác động tiêu cực lên mối lo thiếu hụt nguồn cung Robusta cho thị trường tiêu dùng và góp phần thúc đẩy thị trường giá tăng. Cho dù hôm đầu tuần báo cáo tồn kho ICE, London đã bổ sung một lượng hàng rất đáng kể, 490 tấn từ nguồn cung Virgin. Giá tiêu hôm nay ngày 13 tháng 9 tiếp tục đi ngang, cao su kỳ hạn giảm hơn 1%, giá tiêu hôm nay ngày 13 tháng 9 tại thị trường trong nước đồng loạt đi ngang. Hiện tại, mức giá cao nhất được ghi nhận là 73.500 đồng mỗi kg tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong phiên sáng nay, giá cao su kỳ hạn trên hai sàn giao dịch giảm với biên độ hơn 1%, giá tiêu trong nước theo khảo sát Giá tiêu tại thị trường nội địa đang giao động trong khoảng 70.500 đến 73.500 đồng mỗi kg. Hiện tại, mức giá thấp nhất được ghi nhận là 70.500 đồng mỗi kg tại tỉnh gia lai, kế đến là đồng nai, đắk Lắng và đắk nông với cùng mức giá thu mua 71.500 đồng mỗi kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại bình phước và bà rịa vũng tàu ổn định tại mức tương ứng là 73.000 đồng mỗi kg và 73.500 đồng mỗi kg giá tiêu thế giới. Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, IBC ngày 12 tháng 9, theo giờ địa phương, giá tiêu thế giới so với ngày 11 tháng 9 như sau. Tiêu đen làm vùng, Indonesia, ở mức 4.320 USD mỗi tấn, tăng 0,7%. Tiêu đen Brazil Asta 570, ở mức 2.950 USD mỗi tấn, không đổi. Tiêu đen Chin, Malaysia Asta, ở mức 4.900 USD mỗi tấn, không đổi, tiêu trắng muôn to, ở mức 6.392 USD mỗi tấn, tăng 0,5%. Tiêu trắng Malaysia Star ở mức 7.300 USD mỗi tấn, không đổi theo ghi nhận, lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt trong những tháng gần đây. Nhưng người tiêu dùng vẫn hạn chế chi tiêu cho các hoạt động ăn uống tại nhà hàng và lưu trú khách sạn. Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ cũng như nhập khẩu hồ tiêu của thị trường này. Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, USITC, nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ trong tháng 6 tiếp tục giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái và đánh dấu tháng sụt giảm thứ tư liên tiếp xuống còn 5.563 tấn. Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 6, nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ chỉ đạt 33.657 tấn, giảm 25,7%, tương ứng 11.664 tấn so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó chiếm đến 79% khối lượng tương đương 26.623 tấn được nhập khẩu từ Việt Nam, giảm 19% so với cùng kỳ. Ngoài ra, các nhà kinh doanh gia vị tại Mỹ cũng giảm nhập khẩu hồ tiêu từ các thị trường chính khác. Nhiều. Ấn Độ giảm 12,6, xuống còn 2.883 tấn. Indonesia giảm 62,3% xuống còn 1.580, Gàzin giảm 64,5% xuống 1.090 tấn.